Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 1 Phẩm 2 Uất Đơn Việt Phật bảo các tỳ kheo, cõi Uất Đơn Việt, chu vi rộng dài mỗi mặt 40 vạn dặm. Phía bắc cõi ấy có vô số các loại thú. Hai bên dòng sông của vùng ấy có các loại cây, nước sông chảy êm ả. Có các loại hoa tụ thành nhóm, trôi theo dòng nước. Hai bên bờ sông có thuyền, được vẽ dời rất đẹp, dùng bốn thứ vàng, bạc, lưu ly. Pha lê tạo thành. Ở giữa phía bắc cõi ấy có ao tắm tên là Uất Nan Đà, dài rộng 4.000 dặm. Nước ao dịu mát trong trẻo, có 7 lớp chách, các dưới ao đều là vàng. Ao tắm Nan Đà, bốn mặt chung quanh đều có bệ, dùng bốn thứ báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê tạo thành. Bệ bằng vàng thì ta vịn bằng bạc. Bệ bằng bạc thì tai vịn bằng vàng, bệ bằng lưu ly thì tai vịn bằng pha lê, bệ bằng pha lê thì tai vịn bằng lưu ly. Trong ao Nan Đà có hoa sen xanh, hoa sen trắng, hoa sen vàng, hoa sen đỏ. Trong đó có cái màu hồng, cái màu vàng rồng, có cái màu đỏ, có cái màu trắng vây quanh. Gốc thân nếu bị cắt thì nhựa nó chảy ra như sữa, vị nó như mật, ánh sáng chiếu đến 40 dặm, mùi thơm của nó cũng tỏa ra 40 dặm. Phía đông ao tắm Nan Đà có con sông tên là Dĩ Vị. Phía nam ao tắm Nan Đà có con sông tên là Tu Yết. Phía tây ao tắm Nan Đà có con sông tên là Đại Thổ. Phía bắc ao tắm Nan Đà có con sông tên là Thiện Chủng. Nước của các dòng sông ấy đều chảy êm ả, trong đó có các loại hoa tụ thành nhóm, trôi theo dòng nước. Hai bên bờ sông có các loại cây, dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê tạo thành hai bờ sông. Phía đông của ao tắm Nan Đà có khu vườn tên là Hiền Thượng, có 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây bao bọc chung quanh, dùng 4 thứ vàng, bạc, lưu ly, pha lê tạo thành rất đẹp. Trong vườn Hiền Thượng có cây hương, trổ hoa, kết quả, bổ quả ra các mùi thơm. Có cây đảo hương, trổ hoa, kết quả, bổ quả ra, toát ra các loại mùi thơm. Có cây y bì, có cây anh lạc, có cây bất tức đang trổ hoa, kết quả. Nếu bổ ra thì hiện ra các thứ áo, chăn, ngọc anh lạc, các thứ ấy cứ ra mãi không thôi. Có cây quả, cây khí, cây âm nhạc trổ hoa, kết quả. Nếu bổ quả ra thì xuất hiện các thứ đồ dùng, các thứ quả, các thứ nhạc cụ. Cây ấy cao 7 dặm, có cây cao 6 dặm, 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm. Cây thấp nhất cao 1 dặm. Phía nam ao tắm Nan Đà có khu vườn tên là Dữ Hiền, có 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây bao bọc chung quanh, dùng 4 thứ báu tạo thành. Trong vườn có cây hương, cây đảo hương, cây y bì, cây anh lạc, cây bất tức, cây khí, cây quả đều trổ hoa kết quả. Bổ ra thì tỏa các loại mùi thơm, nước thơm và hiện ra các loại áo, mền, ngọc anh lạc không dứt, cùng các thứ đồ dùng như trái cây, âm nhạc. Cây nhỏ nhất cao 10 dặm, 20 dặm, 40 dặm, cao nhất là 70 dặm. Phía tây ao tắm Nan Đà có khu vườn tên là La Việt, dùng 4 thứ báu tạo thành 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây bao bọc chung quanh.
Các cây mọc ở đó cao thấp cũng giống như vườn ở phía đông. Phía bắc ao tắm Nang Đà có khu vườn tên là Thường Hữu. Hoa cũng dùng 4 loại báu vàng, bạc, pha lê, lưu ly tạo thành 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây bao bọc chung quanh. Các cây mọc ở đó cao thấp cũng giống như khu vườn ở phía đông. Cõi phía bắc có loại cây cong xuống đan vào nhau giống như mành mành. Người ở cõi phía bắc ngồi nằm dưới đó, nam nữ có chỗ riêng biệt. Có loại lúa thơm tinh khiết, không cày cấy gieo trồng mà tự nhiên mọc, bốc lên đủ loại hương vị. Người muốn ăn thì lấy gạo thơm tinh khiết thổi nấu. Có loại ngọc tên là diễm vị, đặt dưới nồi. Ánh sáng hiện ra làm chín cơm. Người ở bốn phương đến đều cùng nhau ăn, ăn no mà cơm cũng chưa hết. Không có trộm cướp, người ác, không ai nói là vợ con ta, không có người làm ruộng. Ăn cơm xong, sắc mặt tươi nhuận, có oai thần. Con trai, con gái nếu khởi ý dâm dục, nhìn nhau mà không nói gì. Người con trai đi trước, người con gái theo sau, đi vào trong giường, cùng nhau thọ lạc. Hai ngày, ba ngày, hoặc hết 7 ngày, mỗi người tùy ý thôi, bỏ về, không tùy thuộc vào nhau. Người con gái mang thai, 7 ngày, 8 tháng thì sanh, hoặc trai hoặc gái, liền bồng ra giữa ngã tư đường. Nếu có người từ các phương đông, tây, bắc, nam đến, đưa tay cho mút ra sữa mà uống. Sau 7 ngày, tự nhờ phước đức lớn lên, giống như người lớn ở tuổi 20 hoặc 25 ở châu Diêm Phù Lợi. Cõi phía bắc bao bọc 4 phía, có con sông tên là A Nậu Đạt. Qua đêm mây nổi lên, trời mưa xuống nước có 8 vị, như trong khoảng một bữa ăn của người, tẩy rửa sạch bụi bặm cõi phía bắc. Bụi bặm không sinh lại nữa, giống như dầu tô ma rưới trên đất, bụi không sinh được. Cõi phía bắc cũng như thế, bụi bặm không sinh được. Giống như một người thợ kết dòng hoa, hoặc đệ tử của vị thợ đó, dùng các loại hoa kết thành dòng. Tay trái cầm dòng hoa, tay phải dùng nước dội cho dòng hoa hết bụi. Cõi phía bắc cũng như vậy, đất không giấy bụi, luôn có dòng nước chảy sanh ra cây cỏ, luôn có lá, hoa, quả. Trong đó có cỏ xanh, giống như màu cánh của chim khổng tước, mùi thơm của nó như mùi thơm chiên đà. Chân dẫm lên, liền lún xuống 4 tấc. Chân dở lên, cỏ lại bung lên như cũ. Người ở cõi phía bắc muốn đến trong vườn hiền thượng, vui chơi giải trí với nhau. Ngay khi ấy, lên thuyền đến bên bờ, cởi áo tắm gội, cùng nhau vui chơi rồi, liền bỏ thuyền qua sông, đi đến dùng cây hương, lấy hương xoa mình, đến dùng cây mền áo, lấy áo mặc, đến dùng cây bất tức, dùng cây anh lạc, vùng cây đồ dùng, dùng cây quả, dùng cây âm nhạc, lấy vòng ngọc anh lạc để đeo, lấy đồ dùng, nhạc cụ, rồi đến giường hiền thượng. Khi úa tàn, hoa trong giường hiền thượng bị gió thổi rụng xuống đất, ngập tới đầu gối người. Rồi gió tứ phương đến thổi sạch đất trong giường. Khi ấy, mọi người cõi phía bắc đều vào trong giường hiền thượng, cùng nhau vui chơi thỏa thích. 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày. Sau đó, mọi người tự thôi, bỏ ra về theo ý mình, không có gì ràng buộc. Cho đến các vườn chữ hiền thượng, vườn La Việt, vườn Thường Hữu Hoa cũng lại như vậy. Khi muốn ăn, người ở cõi phương Bắc lấy gạo thơm tinh khiết thổi nấu, dùng ánh sáng của ngọc diệm vị, đốt ở dưới thì cơm chín. Nếu có người từ phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc đến chỗ đó, đều ăn cơm ấy. Người đến đã ăn xong nhưng cơm cũng không hết. Người cõi phương Bắc có cây tên là Tượng Đâu.
phần trên cong đâu vào nhau, trông như tấm mành mành. Nhân dân nghỉ đêm dưới đó, trai gái có chỗ riêng biệt. Người cõi phương Bắc, tóc đều nhau, màu xanh biếc, dài 8 thước. Sắc mặt người dân như nhau, dài ngắn bằng nhau. Người nữ cũng vậy. Nhân dân thực hành 10 điều thiện, lại không bày cho nhau làm điều ác. Đều thọ 1000 tuổi, không ai thiếu. Sau khi chết, có người sanh lên cõi trời Đao Lợi, có người sanh lên cõi Diệm Thiên, sanh lên cõi trời Đâu Xuất, có người sanh lên cõi trời Ni Ma La, có người sanh lên cõi trời Ba La Ni Mật. Ở trên cõi trời, thọ mạng hết, sanh xuống trong cõi người Diêm Phù Lợi, được sanh vào nhà Đại Hào Phú, hoặc nhà Đại Trưởng Giả Bà La Môn. Người cõi phương Bắc, khi đại tiểu tiện, đất nứt ra, chôn vào lòng đất, chỗ đó sạch sẽ, không có vật uế hôi thối. Người ở cõi phương Bắc, đàn ông, đàn bà, khi chết rồi dùng áo mền phủ lên, không khóc lóc, rồi đem để ở ngã tư đường. Có con chim tên là Uất Giá, gấp xác chết đi ra khỏi cõi phương Bắc. Vì sao gọi là Uất Đơn Việt? Cõi Uất Đơn Việt hơn hẳn 3 cõi khác, lại cao hơn hết. Vì vậy gọi là Uất Đơn Việt. Nhân dân ở cõi Uất Đơn Việt ăn gạo thơm tinh khiết, không có trộm cướp, không có kẻ ác, không có danh từ vợ ta, không có danh từ con ta, nhan sắc rất đẹp, có oai thần, không có ai chết yểu, sau khi chết sanh về cõi lành. Vì vậy gọi là Uất Đơn Việt. No.